Exit NB160E, máy hàng tích hợp 3 chức năng hàng mít không khí, mít có khí và hàng que với mức giá chỉ nhỉnh hơn 2 triệu đồng. Đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho những ai mới làm quen với hàng mít, dân DIY, hàng gia đình, hàng mái, hàng biển quảng cáo và thi công trên cao. Sản phẩm có trọng lượng chỉ khoảng 5kg với thiết kế tinh giản và cực kỳ chắc chắn. NB160E sử dụng cuộn dây 1kg nhỏ gọn, tiết kiệm. Những ai không dùng máy nhiều và thường xuyên sẽ khỏi phải lo vấn đề dây để lâu bị hư hỏng. Phần motor chạy dây có cấu tạo đơn giản, được đặt ngay trên phần nắp máy, giúp việc tháo lắp cuộn dây trở nên đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi. Chưa hết, NB160E được tích hợp chế độ Synergic đồng bộ, cực kỳ hữu ích cho những ai mới tập hàng mít. Người dùng chỉ cần xoay núm để chọn dòng hàng, máy sẽ tự động điều chỉnh thông số điện áp, tốc độ chạy dây phù hợp. Jaxx NB160E có thể hàng liên tục que 2.5 ly, hàng que đường kính tối đa 3.2 ly, hồ quang ổn định, hạn chế bắn tóe, cho đường hàng đẹp, ngấu, dễ gõ sỉ. Với chế độ hàng mít không khí, máy hàng rất tốt với dây hàng loại thuốc 0.8 và 1 ly. Phụ kiện đi kèm máy bao gồm một kẹp mát, một kìm hàng, một súng hàng mít và một bánh xe tải dày. Sản phẩm được bảo hành 18 tháng trên toàn quốc. Liên hệ 1900 9410 hoặc ghé ngay cửa hàng Welcome gần nhất để được dùng thử miễn phí.